Xin chào các bạn, mình đã hướng dẫn cho các bạn rất nhiều rồi. Và hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn là cách để mà cho con vẹt này nó trở nên thuần người hơn. Đây là con vẹt non nhưng các bạn nuôi từ nhỏ lên. Đầu tiên thì các bạn phải chuẩn bị là phải có hạt. Đây thì hạt thì các bạn có thể thấy các loại hạt trộn này, hạt trộn và các kiểu đây. Và mình thì thường hay làm như này nhá, mình sẽ tới đây bỏ xuống, bỏ ra cái đấy. Cái đây này anh em, đây mình cho con này lại cho con kia nhé các bạn. Đây cho hai em đây. Đấy. Cho hai con một lúc nha các bạn, đừng bao giờ cho một con, lúc này là nó sẽ dần dần ghen tị với nhau. Bây giờ mình sẽ cho tiếp đây, mình lấy hạt hướng dương này, cái chập khắt cái nó nhiều. Đây hai con, một con là đang còn là mỏ là màu cam, nhưng mà một con này thì nó là bắt đầu chuyển sang màu đen rồi. Lúc này là chưa xác định giới, chắc cũng xác định giới tính nhá. Đấy mình chỉ cho ăn như thế này, đấy hai con đút đi đút, tới đút lui như thế này này. Đấy hai con đấy. Đấy, hai con đấy các bạn. Con này thì chưa xác định được giới tính rồi. Con này thì bắt đầu là sau chỉ một tháng thôi mà mỏ chưa hề đen. Là khó lắm các bạn ạ, không phải để mà dễ để mà phân biệt được đâu. Đây là cái hạt trộn này, là mình mua một bịch như thế này là giá là 60.000 các bạn một ký. Ký nhưng mà ăn hết rồi, không có thể đâu, không có rẻ đâu các bạn, không hề rẻ đâu. Mình chia sẻ để các bạn nuôi vẹt biết tốt hơn. Mình giá con hay là mình mua trước là 350 một con đó. Không hề là không phải là em tự nhiên mua non lên, còn vẹt bội thì đằng kia đây, đấy. Cái sợi dây gắn kết của mình với những con vẹt này chính là sợi dây thức ăn, và đây là những cái hạt để mà cho nó ăn đây các bạn. Bạn nhớ mua thì mua cái loại này nhá, cái này trộn đủ loại này, rất là nhiều loại. Anh chị đói. Đây là mình cho nó ăn cái này đấy. Như chị đói. Chợt thấy không? Nhìn nó ăn rất là vui. Cái này có cái hạt hút ẩm bên này để mà đảm bảo là nó không bị nước vào, đảm bảo là cái môi trường tốt nhất như này. Chọc cái cắn nha, cái chọc khác. Tiếp bọn mình ăn cái này thôi đi. Nó cắn như nó nát như này. Cho nó sai thôi là phải biết phá thế nào rồi đấy, mới trong ngoài tự nhiên nó sống tự nhiên mới tay thôi.